Xin chào toàn thể anh em. Ngày hôm nay thì mình làm cái video để giới thiệu đến anh em cái sản phẩm là kính áp tròng nhìn xuyên bài, thì giúp anh em đi chơi bài bịp thì nhìn bài như chơi bài ngửa. Thì trước mặt anh em là cái mẫu kính áp tròng 7D mình mới nhập là năm nay. Thì đây này, thì đây là cái kính Mỹ 7D. Đấy, anh em phải nhìn đây, trên cái vỏ hộp này Made in USA. Đấy, thì bên trong hộp này, thì bên trong hộp cái cấu tạo của nó thì bao gồm một cái gương để anh em đeo và một cái cây đeo kính. Đây, một cái cây đeo kính này. Đấy, giúp anh em đeo nó rất là dễ dàng này. Và bên trong đây, đây là cái chỗ đựng kính này. Thì khi anh em đeo kính áp tròng này á, thì anh em nhìn bài như chơi bài ngửa anh em nhá. Đấy, nhìn bài là như chơi bài ngửa. Thì đây là cái số điện thoại nhà tôi này. Đây này, anh em mua hàng anh em alo trực tiếp cái số điện thoại này nhá. 0984 80 49, để tránh mua về hàng giả hàng nhái. Đấy, thì tôi sẽ lấy cái kính ra cho anh em xem nó mỏng như nào. Cái ưu điểm của cái kính Mỹ 7D này là đeo êm mắt này, không đau mắt này, không cuộn mắt này, và nhìn bài là siêu nét luôn. Đấy, đây tôi sẽ lấy ra cho anh em xem cái cấu tạo của nó này. Đấy, đây thì rất là mỏng, nó không, nó không như những cái kính đời trước. Đấy, thì khi anh em đeo á, đây anh em cho cái cây đeo này, đây là cái cây đeo. Thì anh em mua thì tôi sẽ cho anh em kèm theo cây đeo rồi. Đó, anh em để nhìn như thế này là anh em vành cái rộng như mắt anh em ấn vào cái thì là nó sẽ tự nó ăn khớp vào luôn. Đấy, rất là dễ đeo, ai cũng có thể đeo được. Đấy, chỉ học đeo trong nửa phút là đeo ok thôi. Thế ưu điểm này là như tôi vừa nói này, đeo êm mắt này. Đấy, không cuộn mắt, không đo mắt này, và nhìn bài là siêu nét luôn. Anh em có nhu cầu mua hàng anh em alo cái số điện thoại tôi nha, 0984 80 49 này. Thì cách thức chơi và cái cách nhìn bài nó như nào, thì để chơi được một cái bộ kính áp tròng để đây nhìn xuyên bài này, anh em sẽ cần những bộ bài. Thì bài của tôi thì có rất là nhiều mẫu bài, từ bài đô la này, bài N2019 này, bài đớp bầu ca 2001 này. Thì anh em vùng miền địa phương chơi bài gì tôi cũng có, bài rồng đỏ, rồng vàng, bài cúc áo như này nữa. Và một số anh em ở nước ngoài đi xuất khẩu lao động thì có cái chơi những bài nhựa là tôi cũng có. Đấy, thì có nhiều anh em thắc mắc này, cái kính này có nhìn được bài thường không? Tôi trả lời luôn là không thể nhìn được, kính là phải đi theo bài. Đấy, và có một số anh em nó cũng hỏi câu hỏi là cái nó màu hồng như này thì đeo vào mắt nhiều đối phương có nhìn thấy không. Tôi khẳng định luôn này, nếu đeo vào mắt mà người đối diện nhìn thấy, tôi cho anh em luôn 10 bộ kính luôn. Đấy, tôi khẳng định là không thể nhìn thấy, rất bảo mật và an toàn. Thì khi anh em mua hàng á, thì anh em sẽ được tặng một cây bài như này. Đấy, và kèm theo một cái kính. À, đây là đủ bộ. Đấy, giá thì anh em cứ alo cho tôi. Thì khi đeo kính thì nhìn bài nó như thế nào. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ đeo cái kính thử vào để cho anh em biết là cái nhìn bài nó như nào. Còn anh em không chơi thì em cất cái kính vào trong lọ bảo quản này, là anh em có thể chơi được 3-4 năm anh em nha. Tôi sẽ bảo hành cho anh em 1 năm. Thì bây giờ tôi sẽ lấy một cái bộ bài ra này. Thì đây là một cái bộ bài như bài bình thường. Tôi sẽ bỏ cái này đi. Tôi sẽ bóc cái này. Chỉ có đeo kính thì anh em mới nhìn thấy bài thôi. Đấy, còn người thường mắt thường là không thể nhìn thấy gì luôn. Đây, tôi sẽ thử cho anh em này. Đây, đây là một bộ bài nhá. Đây là một bài bình thường này anh em này. Đấy, để chia ra đây thì nó sẽ rất là bình thường, không thể nhìn thấy gì luôn này. Đấy, đây, tôi sẽ chia cho anh em xem nhá. Thì bây giờ tôi sẽ dùng cái kính thử này. Tôi sẽ đeo vào cái mắt camera. Đây là kính thử. Khi anh em đeo, tôi sẽ đeo vào cái mắt camera thì nó không thể bằng anh em đeo kính được. Đấy, không nét bằng nhưng mà chắc chắn nó sẽ nhìn rõ luôn. Đây, tôi sẽ đeo vào này. Đấy, anh em nhìn không? Rất là rõ nét luôn này. Chẳng hạn như đây tôi có thể nhìn thấy con này con 10. Đây, vừa cho anh em xem. Đấy, con 10 là hình dấu cộng anh em nhá. Đấy, móc chìa khóa là con 9. Đây, anh em nhìn chưa? Đây, này còn 8 anh em này. Đây, tôi sẽ cho anh em xem này. Đấy, sáng đét luôn. Cái này anh em có thể nhìn thấy cả chất luôn đó. Đấy, như anh em biết con gì đây, con này con 9, con này con 6 anh em này. Đấy, thì cái này các anh em có thể nhìn thấy cả chất. Đấy, chất con bài là anh em cũng có thể nhìn thấy được. Thế đây tôi sẽ cho anh em nhìn thấy chất luôn nhé. Đây tôi sẽ lấy, tôi sẽ cho anh em biết phân biệt chất như nào này. Đấy, con rô này, bít này, cơ này, thép này, đây là bít này. Đây là cái bốn cái chất
em chơi bài anh em phải nhìn cả chất luôn. Tôi sẽ dơ lên cho anh em xem này. Đầu tiên là con cơ đi. Đây. Con cơ nó đánh dấu bên này anh em nhá. Nhìn đi, anh em nhìn nào. Đấy. Con rô là chắc là bên đối diện luôn nó này. Đây. Con rô này. Đấy, con tép thì là hình ở giữa. Đây anh em nhìn nào. Còn con bit thì là không có gì luôn. Đấy, anh em nhìn rất lép luôn. Đấy. Đây là tôi còn chưa áp vào cái kính nó chuẩn chỉ vào. Em nhìn nào, chơi bài mà như chơi bình thường anh thắng chiến thắng 100% luôn. Với cái kính áp tròng này anh em phải áp dụng cho tất cả cái môn bài ở Việt Nam. Đấy, từ Bắc chí Nam môn gì cũng là chơi được, bởi vì mình nhìn cho mọi người đi. Chiến thắng 100% rồi. Đó. Anh em mua hàng anh em alo cho tôi cái số này. Sản phẩm này bảo hành 1 năm. Thì bên tôi có kinh nghiệm rất là nhiều năm trong lĩnh vực phân phối cái dụng cụ cờ bịp rồi. Uy tín thị trường cả nước luôn. Đấy thì để tri ân khách hàng thì anh em cứ alo cho tôi. Những anh em đã mua hàng nhiều của tôi rồi thì trong cái dịp tháng này tôi sẽ gọi là tặng quà cho anh em. Đấy thì bây giờ video tiếp theo tôi sẽ giới thiệu đến anh em cái máy đánh bài bịp. Đó. Chào tất cả các bạn, ngày hôm nay thì công ty máy đánh bài bịp CVK thì làm cái video để giới thiệu đến các bạn cái dòng máy đánh bài mới ra mắt của hãng. Đầu tiên thì giới thiệu đến các bạn cái máy đánh bài CAC700 hộp trắng này và CVK900 này. CVK680S này và một con máy đánh bài CVK được nguyên trang trên một chiếc Samsung. Thì tôi sẽ đi vào test cho các bạn từng con máy đánh bài với tốc độ quá bài nó như nào nhá. Thì để giới thiệu qua đây, đây là con máy đánh bài CAC700 hỗ trợ là 12 camera để báo bài siêu nhanh này, chơi được tất cả môn bài ở Việt Nam. Đấy. Về máy thì được nguyên trang trên nền một chiếc iPhone 8 Plus. Các bạn cần xem kỹ hơn tôi sẽ gửi vào Zalo theo số điện thoại các bạn. Đấy. Bây giờ tôi sẽ test các bạn này. Với cái máy này đi kèm theo là các bạn mua sẽ được một tai nghe và Bluetooth dây không dây siêu nhỏ này. Đấy. Tôi sẽ test cho các bạn cái môn bài ở Việt Nam rất là hay chơi, đó là môn bài liêng. Đấy, sau đó là test qua môn bài cào hay biên độ ở miền Nam nữa. Máy này thì chơi được tất cả các môn bài ở Việt Nam nhé. Các bạn chơi môn bài gì cũng được. Đấy, đấy là cái ưu điểm của nó. Tôi sẽ để môn liêng báo một nhà lớn nhất này. Đây. Khi các bạn chơi bạn đặt cái máy trước mặt các bạn như này và các bạn tắt cái màn hình đi. Đây tôi test thì tôi sẽ để nó ra ngoài. Đó. Máy báo 1. Ngang dọc quan trọng đặt bài là báo. 4 người chơi. Tôi sẽ để ít người chơi cho nó nhanh. Đây máy báo 1. Nhà số 1 này 9 điểm này. Đấy, liêng này, môn liêng này, lớn nhất này. Đấy, cái nhà còn lại đây. Rất là thấp, điểm rất là thấp. Thì các bạn mua hàng là các bạn có thể qua trực tiếp cửa hàng ở Hà Nội hay ở Sài Gòn để nhân viên cho tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng máy nhá. Thì trong quá trình các bạn chơi, bạn tăng giảm số người chơi ở đây. Đấy, muốn lên bao nhiêu người cũng được. Tiếp theo tôi sẽ chuyển cái máy này qua môn bài cà. Bài liêng à, bài cào miền Nam đi. Em thử đánh một ván cho bạn môn bài cào nhé. Vẫn là để 4 người chơi và báo một nhà lớn nhất. Đấy. Máy báo 1. Đây môn bài cào nhé. Đấy, đây, máy báo 1. Môn bài cào. 4 điểm. Đấy, nhưng mà lớn nhất. Những nhà còn lại này. Nhà này có 2 này. Đấy, nhà số 2 là 2 này. Nhà số 3 là 1 này. Đấy. Nhà này 2 này. Đấy, máy báo là chuẩn xác 100% luôn. Không bao chuyện sai được. Đây là cái máy bài CAC700. Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu đến con máy đánh bài CVK900. Đây. Con máy đánh bài CVK900 được ngụy trang trên một chiếc iPhone 13 nhá, rất là đẹp luôn. Các bạn cần xem kỹ về máy các bạn kết bạn Zalo mình sẽ gửi chi tiết đó. Đấy, tôi sẽ test các bạn luôn cái tốc độ của bài của nó này. Mỗi một máy này là có đều có mật khẩu riêng của nó. Và nó có thể chơi tất cả các môn bài ở Việt Nam nhé, các bạn lưu ý như vậy. Tôi sẽ test cho các bạn môn liêng này.
để 5 người chơi đi. Đây. Số người chơi là 5 và báo là một nhà lớn nhất. Đây, máy đặt đặt trước mặt rồi. 2. 5 người chơi là máy báo 2 là nhà số 2 lớn nhất. Một hai này, nhà số 2 là 8 điểm. Đây các bạn này, 8 điểm lớn nhất. Còn những nhà còn lại là không có gì luôn. Đấy, các bạn nhà máy đặt cái là báo thôi. Máy đã đặt cái là báo nhá. Mà báo rất là chuẩn xác luôn. Các bạn có thể qua trực tiếp trụ sở nhá, ở Hà Nội và Sài Gòn để mà test hàng nhá. Đây là con máy đánh bài CVK900. Đấy. Tiếp theo là đến con máy đánh bài CVK680. Đấy, test cho các bạn con máy đánh bài CVK680. Đây. Đây là con máy đánh bài CVK680. Được ngụy trang như là một chiếc iPhone 8 nhá. Tôi sẽ test các bạn luôn này. Một liêng nhé, test một liêng cho dễ điện. Số người chơi là 5 và báo 2 nhà lớn nhất. 3-1. Mày báo 3-1. Đấy. 3-1 có nghĩa là 3 là lớn này. 1, 2, 3 là 3 này. Nhà số 3 là 6 điểm này. Đấy. Nhà 1 này này. Nhà 1 là 5 điểm này. Những nhà còn lại là không bằng luôn, chắc chắn nó không là bằng được. Đấy. Máy báo là không bao chuyện sai được, luôn luôn là chính xác 100% nha. Đấy. Các bạn lưu ý cho mình này, khi bạn mua hàng các bạn đến những trung tâm lớn thì các bạn để thứ nhất về giá cả, các bạn sẽ được ưu đãi và chế độ bảo hành nha. Thì đây là giới thiệu các bạn, đây là máy đánh bài CVK680. Đấy. Tiếp theo là một con máy đánh bài tầm trung ngụy trang trên nền một chiếc Samsung. Đây, lấy cho bạn xem này. Đây, con này tầm trung. Sẽ test cho các bạn xem tốc độ của bài của nó này. Các bạn có thể qua trực tiếp cửa hàng để nhân viên được hướng dẫn cách chơi, cách sử dụng. Đấy. Tôi sẽ để test môn bài cào đi. Các bạn ở miền Nam thì chơi được môn binh Ấn Độ này, hay là bài binh sập sám là chơi được hết. Số người chơi là 4, này bán một nhà lớn nhất. Đây các bạn để đúng cái chiều camera của nó nhá. Đây, chiều camera đây. Đấy, máy báo 3. Muốn bài cào, máy báo 3. Đấy. 1, 2, 3 này, nhà số 3 là 8 điểm này. Đấy, báo rất nhanh và chuẩn xác luôn, không bao giờ sai được. Thì các bạn mua hàng thì bạn alo trực tiếp để mà tránh mua phải hàng giả là nhái nhá. Đấy, thì đến cửa hàng thì mình có rất nhiều đồ để các bạn chơi luôn. Thì khi các bạn mà chơi mà không bỏ cái máy ra